Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì là tên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay tại vì mình hàng cái hàng rào á, nên bị con mắt mình bị có vấn đề với ánh sáng, nên mình thấy màu màu ảo, nên mình ít có hai bữa nay mình nghỉ không có làm. Thì bây giờ mình quay lại cho bạn xem cập nhật cái tình hình của bé Bách Hợp, bé bụng bự á. Là bé bụng bự giờ là rất mạnh khỏe đó, giờ mình cũng mới khui cái hộp pate cho bé bụng bự ăn một hộp, mà nó ăn được có một phần của 10 phần, nó ăn được hai phần rồi các bạn đó. Thì pate này của bà chị mới tặng nó, thì tác dụng của nó là phục hồi sức khỏe các bạn đó. Nè con, dứt 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 vô đây, vô đây. Rồi vô đây, vô đây. Ngán rồi, mình thường nhớ cái đồ ăn vậy lắm mà biết sao các bạn. Sáng giờ mình cho nó ăn nhiều loại à, mình dạo mình mua cho mình con nuôi để mình ăn sáng á, mình vớt thịt cho tụi nó ăn hết. Nó thằng này đang canh mà không có vô được, không bao giờ vô được tới cái chén, nó đứng vậy đó, nó không ăn, nó đứng vậy đó. Vô thử bé canh đó. Nó lỗ tai thì đã khô thẹo rồi, ngon lành rồi hai bên. Các bạn là các bạn thấy mà cái này cỡ vậy thì các bạn tưởng tượng thì hổm đem về nó ghẻ, nó trời ơi nhìn ớn ăn nó sưng lên luôn, mủ không rồi đốt cái đuôi cũng vậy luôn, thì mới lành luôn. Rồi bụng thì còn bự, để lát mình phải khỏe mình chở nó đi kiểm tra rồi mình chắc hút nước ra nữa. Quá trời. Nó thì nói chung là ăn cũng tạm ổn rồi. Nó sức cái bác sĩ nói là ăn nhiều thì nó sẽ khỏe thôi. Còn lúc kia nãy giờ nó sổng tuộng chạy ra đi vòng vòng vòng. Nó rần 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 đó. Cái này còn hộp này chắc để trưa, giờ ngán rồi chắc để trưa đây. Được không? Ngán rồi hả? Ngán rồi thôi. Con mắt mình mà mình cầm điện thoại coi vậy chứ con mắt mình còn lèm nhèm các bạn, nó chơi dao vô dao, nó làm như hổm bị cảm cái hàng vô cái bị dính luôn, giờ cơ thể mình bị si luôn rồi, si còn hơn thằng bé nữa. Con đang nghỉ hai ngày. Đâu dám sáp vô, sáp vô đồ ăn, đổ bộ tôi đứng đây nè. Dám vô không? À vô, nó quất liền đó, đi vô, kìa, nó ăn, nó lợi còn của con kìa. À, nó gừ liền, không ăn nhưng mà gừ.
Bữa tiêu rồi. Nhà mình gì đâu mà tự nhiên cái tháng này, cách hai bữa nay cái tự nhiên ai cũng bị cảm hết các bạn. Mình cũng bị luôn, con mình bị, vợ mình bị, cháu mình bị, em mình bị. Ôi cưng lắm thằng bụng phệ. Thằng bụng phệ của tôi đó, về bữa cha khỏe cái con khỏe lại cái hai cha con mình đi sắm đồ ha, sắm đồ ăn Tết thôi, không có cho thằng đó đi theo đâu. Con thằng đó kìa, nó xé giấy nó lôi cùng giấy trắng để lau tay lau miệng nữa các bạn, nó lôi đi vòng nhà luôn, mẹ mình khóc luôn. Nó lồi tới đội xe về, xe vượt vải tới đó. Đó, nhà nó hiện từ vô số tội các bạn. Nó có mặt hiền lắm. Đặt cắn tôi nữa nha. Cái răng nó không có mà nó cắn mình các bạn. À, răng dưới có một miếng à. Răng trên thì nhiều quá, răng trên nhọn à. Răng dưới mắc cười. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình đã nghỉ 2 ngày rồi các bạn. Thì ngày hôm nay ngày thứ 3 mình phải khỏe lại, nhưng mà mắt còn bị chá các bạn. Tại vì do mình hàng điện á, mình phải đi bác sĩ thuốc nhỏ, thuốc uống rồi tung tung, giờ cũng đỡ là nhờ vẫn còn sốt. Thôi xin chào và cảm ơn các bạn đã nhiều. Thôi xin chào.